Đây là phần setting. Đấy, setting những vấn đề của nó. Mình sẽ setting vào đây, account này. Hoặc là general nhỉ. Setting và general đúng. Mình sẽ setting nó về tiền Việt. Đây. Mình sẽ setting về tiền United States dollar đâu nhỉ. United States dollar. United States dollar như ngày đầu tiên. Đấy. Mình sẽ chuyển về đô la chứ mình không để tiền Việt. Mình không bán, không thể bán cho người Mỹ mà mình bán tiền Việt được. Họ không biết tiền Việt bằng bao tiền Mỹ đâu. Có mình biết tiền Mỹ bằng bao tiền mình thôi. Thì đây. Thế là bạn đã xong một cái trial nhé. Nhưng mà tại sao mình bỏ cái trial này? Nó là một cái thứ gọi là không 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 hiệu quả mà nó không không có giá trị. Mình phải nói nó không có giá trị. Tại vì nó sẽ hạn chế tất cả mọi thứ của bạn. Bạn không thể cài đặt cổng thanh toán được. Website của bạn cũng không visible, có nghĩa là không thể nhìn thấy được, khách hàng không thể nhìn thấy website của bạn nhé. Đây là mình sẽ truy cập vào website của mình. Bây giờ không, chỉ có mình có thể truy cập website mình nhé. Không anh em lại bọn mình nó phét. Đây. Đây. À không, cái này thì được. Đây mình sẽ vào cái đây thử một cái mình thì mình sẽ bản thân mình sẽ vào được. Mẹ bật cái tab khác là nó vẫn nhận diện đây là mình. Thì đây là website của mình này, chưa có gì này. Nhưng mà kể cả mình có biến nó trở nên đẹp đẽ như nào ấy, thì với bản trial này khách hàng không thể vào được, không thể vào xem được đấy. Này đây nó sẽ như này, nó bắt phải vào bằng password và mình sử dụng password thôi, và bạn không thể mở được website nhé, không mở được public website cho mọi người đâu nhé. Bởi vì đây bạn vào đây thì bạn sẽ biết general, không general không nhỉ, không general rồi, hình như là preferences. Đây, to disable your password page you need to pick a plan. Tức là bây giờ ông muốn là cái website của ông mở được ra ấy, thì ông phải chọn cái plan. Còn cái trial nhá thì xin lỗi anh, nó quay uống một lượt. Thứ hai là sao, trial này ông không 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 thể setup được cái cổng thanh toán, và ông không, nếu ông không thể test được cổng thanh toán ấy thì ông không bao giờ có thể, cái website của ông không bao giờ có thể bán được hàng, mà không thể bao giờ có thể làm lại lợi nhuận cho các ông cả. Thứ ba là nói chung là ông không thể test được tất cả những cái vấn đề này này. Ừ, thì khách không vào thì lấy đâu ra order, không thì, mà bản thân ông không thể tự order cho ông được. Nếu mà ông dùng trial không product để đấy, customer không có analytics, khách không có analytics như thế nào đấy, thì có nghĩa là cái bản dùng thử này nó chỉ cho anh em cái bản dùng thử để anh em đăng ký thôi. Còn thực ra là cái bản dùng thử này cũng không có cái gì đặc sắc và không có cái tác dụng gì cả. Thì nếu mà mình nói thật lòng và mình khuyên anh em rằng là anh em vào phát anh em chọn luôn, chọn plan luôn, select a plan này luôn. Là thực ra là nếu mà đây có ba cái plan này, thì có ba cái plan là 29 đô một tháng, 299 đô một tháng, 79 đô một tháng. Thì với anh em mà bắt đầu mà làm, thực sự làm ấy, thì anh em nên đăng ký cái 79 đô một tháng này. Nó ở giữa, nó tên là Shopify. Đấy, get more sale with feature like. Bởi vì là cái 79 đô một tháng này thì hầu như nó đã đầy đủ tất cả những cái mà anh em cần rồi. Nó chỉ khác biệt với cái 299 đô này ở chỗ là cái phần này, phần trăm này này, 1%, 0.5%, và cái này nó có thêm một cái gọi là handling và một cái shipping thôi. Có nghĩa là cái shipping rate là sẽ được handling bằng một cái ứng dụng bên thứ ba đấy. Thì cái này thực chất là anh em mới làm thì không cần thiết cái này lắm.
Thì anh em nếu mới làm thì thực sự khuyên là dùng cái 79 đô này nha. 79 đô thực ra là bao tiền? 79 đô là mới có 1,7 triệu. Thực ra là không đáng bao nhiêu so với những gì anh em có thể nhận được sau một tháng anh em sử dụng, mà anh em test thì cái kiến thức nhận lại được thì nó đẳng cấp hơn nhiều 1,7 triệu. Và cái Shopify dùng thử kia 14 ngày ấy, nó không ăn thua đâu. Nói thật là mình đi trước, mình khuyên thật anh em như thế, nên chọn con 79 đô này. Đã. Còn nếu anh em nào chưa tự tin, chưa muốn làm luôn, chỉ muốn có nghĩa là xem là ABC như thế nào để xem đường trước rồi mới bắt đầu làm thực sự, thì anh em có thể chọn 29 đô một tháng này này. Thì là đã có thể là test được tất cả những cái vấn đề này, ví dụ liên quan thanh toán, ví dụ liên quan khách hàng, mà mình muốn test website của mình thoải mái thì dùng 29 đô một tháng này. Chọn trước, chọn 29 đô một tháng này đi. Thì mình đi trước, mình khuyên anh em như thế. Còn anh em nào mà muốn gắn liền với cái trial ấy, với cái dùng thử ấy, thì mình nói thật nó không có tác dụng gì đâu. Còn nói thật 29 đô mới có bao nhiêu tiền? 600 nghìn thì thực ra là nó chả đáng cái gì. 600 nghìn thực ra là không 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 đáng bao nhiêu tiền vậy. Mà anh em có thể test được mọi thứ và làm. Đấy, thì đây, bấm vào đây mình chọn thử cái chu 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 this plan này. Đây, vào đây anh em sẽ điền, anh có thể Visa Mastercard Amex hoặc là Discovery, điền thẻ ở đây, điền đây, bấm vào confirm trên là anh em sẽ mở được cái plan của anh em mình. Đấy. Thì đăng ký xong thì là nó sẽ có, nó sẽ chuyển sang cái giao diện là như thế này. Này, sau khi trả phí cho một cái plan xong, nó sẽ chuyển sang một giao diện như này. Đây là một cái store mà mình có nghĩa là mình đăng ký và mình pick một cái plan. Trước đây là để hướng dẫn cho anh em trong lớp 1, thì bây giờ lại sử dụng cái shop này ấy, trả phí ấy, chỉ để hướng dẫn. Và bây giờ sẽ sử dụng cái store này hướng dẫn cho anh em shop 2. Đấy, thì sẽ có cái bảng này ở đây và có cái này đây, tức là như này có nghĩa là ông có thể nhận tiền về các thứ về này. Mình có thể ở đây mình cũng đã cài đặt được cái nhận tiền về này. Đấy. Nhận tiền về mình ở đây mình cài đặt PayPal cho nó trực quan cho anh em. Và ở đây thì mình website của mình hoàn toàn đã mất đi ấy này. Mà đi password này, nếu mà bình thường là password nó sẽ như này. Và nếu mà trial thì sẽ không tắt được. Thế nhưng mà mình có trial đâu, mình đã trả phí cho nó rồi. Và website của mình free to vào luôn. Đấy, ví dụ như này nhá. Vào không cần mật khẩu nữa luôn. Đấy, ngon luôn. Rồi, đấy. Gift card là không được nhé, gift card phải là 79 đô trở lên nhé. Nhưng mà với anh em newbie thì cũng không cần gift card nhiều. Đây nhá, vào thử website này nhá. Đấy, website trước đây mình tạo ra để hướng dẫn anh em khóa 1 đây, nó đây thanh toán được luôn này. Add to cart nha. Check out nha. Điền thông tin các thứ ở đây luôn là được. Điền thông tin vào đây xong rồi bấm continue to shipping method là được. Đấy. Và trả được phí cho nó. Đấy. Thì đây là toàn bộ những cái kiến thức của buổi ngày hôm nay, thì là mình sẽ chủ yếu chia sẻ rất là nhẹ nhàng và là trên tinh thần là anh em đều là newbie vẫn chưa biết gì nhiều về cái mô hình này, thì mình sẽ chia sẻ như vậy. Đấy. Tip của ngày hôm nay có nghĩa là anh em đăng ký test thì anh em trả phí luôn đi. Đấy, trả phí cho luôn đi, trả phí 29 đô. Anh em nào muốn làm thực sự thì 79 đô, anh em nào chỉ muốn thử thôi thì 29 đô. Cái giá 500 nghìn, 600 nghìn để thử quá rẻ, hoặc là kể cả 1,7
vài hơn 1 triệu thì nó cũng là rẻ với những cái gì mà anh em có thể nhận được từ nó. Còn nếu anh em nào mà muốn sử dụng cái dùng thử ấy thì mình khuyên thật là nó không có tác dụng gì đâu. Đấy, chả lấy ích gì để cho mình khi mà gọi là nói cho anh em như vậy. Thế nhưng mà đúng là nó chả có lợi ích gì cả. Đấy, và nếu mà anh em muốn test và muốn dùng thử thì hãy trả tiền cho cái plan rẻ nhất của nó là 29 đô. Còn nếu anh em thực sự muốn làm, trả 79 đô luôn, làm luôn. Đấy, trong 1 tháng mình chia sẻ là anh em sẽ làm được. Đấy, nên là không phải sợ nha. Còn cái buổi ngày hôm nay đến này kết thúc. Đấy, hẹn gặp anh em vào ngày thứ sáu buổi thứ hai. Đấy. À, mong là từ giờ đến hôm đấy sẽ nhận được nhiều câu hỏi. Đấy, để trả lời. À, và mong sau này sẽ nhận nhiều câu hỏi nữa. Đấy, tạm biệt anh em nhé.